ba tuổi nói này con Giang, con cực kỳ lưu manh, hôm qua nó đớp vào tay một cái này đau kinh hoàng, hôm nay nghĩ ra cầu thang tóm tay cắn chết mẹ đi, được quả không em, được quả không? Vậy thì các em nhớ cái giá tài của buổi khác nhé, nghệ thuật phục biện nhớ chưa, phục biện là gì, ngôn ngữ chỉ được 45% thôi, nghe rõ chưa, nhưng mà hành động động tác bao nhiêu, 55%, đúng không em? Và nhớ là não người tốc độ từ não lên mắt nhanh gấp 70 lần đến tai, đúng chưa em? Tên gì? Thái. Thầy đánh em đấy, sợ không? Không sợ đúng không? Tôi đánh cậu đấy, sợ không? Không sợ. Thế này sợ này này. Thái, tao đánh mày, sợ không? À, sợ vì tốc độ từ mấy não lên mắt nhanh gấp nhiều lần, đúng chưa? Vậy thì chứng minh là gì? Khi nói, các em nhớ chưa? Là khi nói hay chỉ bao nhiêu phần trăm các em? 45%. Nhưng mà body language, động tác, sắc thái động tác bao nhiêu? Em hoàn toàn thiếu 55%, đúng chưa? Đề nghị ra đây, đúng chưa? Và hùng biên, đúng chưa nào? Đúng chưa? Và nói và múa toàn bộ ra, đúng chưa? Để gì? Stress diễn tả ra và kéo về mình. Thế anh em, thầy chưa dạy, đúng chưa? Nhưng mà hãy tự tạo ra gì? Động tác để gì? Để khẳng định rằng quan điểm tôi sống thử tuyệt vời hoặc là không sống tuyệt vời, nhớ chưa? Bắt đầu ra đây, nhớ chưa nào? Giới thiệu ở đâu? Sau đó bắt đầu thì hùng biên, chân tay, muốn chữ đỏ đi, đúng chưa? Một tràng vỗ tay. Ai đâu nhỉ? Còn nào nhỉ? Mời em, được chưa? Tôi là gì? Mình sẽ giới thiệu lại, chuyện lại thì mình tên là Tiến, ở lớp diễn viên kịch điện ảnh, truyền hình. Sau đây mình xin tiếp tục phản bác. Đấy là chị vừa rồi có nói là những cái người mà bị mất trinh đấy là hoàn toàn là súng thử. Hoàn toàn là súng thử thì là một câu nói sai lầm hoàn toàn. Bởi vì là những người mà ngoài sống thử ra thì những người mà mất trinh là những cô gái mà dại dột ở những cái cuộc vui chơi quá ngắn ngủi, có thể là gọi là chuyện tình một đêm. Đấy không được coi là sống thử, mà sống thử là cuộc sống tình cảm giữa hai người mà yêu nhau thật sự và lấy nó để làm cái đà để tiến tới hôn nhân, chứ không phải là cứ sống thử là điều là tình dục là quan trọng nhất. Đề nghị một tràng vỗ tay. Ông Thanh mở to lên, ông Thanh mở to lên cái này đi. Mở to lên em ơi. Rồi, tiếp tục phản biện. Vâng, kính thưa tập thể các thầy cô giáo cùng tập thể các bạn. Sau đây em là Hoàng Thị Quế ở lớp diễn viên trèo Liên Thông. Sau đây em xin giới thiệu với toàn thể các thầy cô giáo cùng tập thể các bạn là Hương Quế đã lập gia đình và đã chuẩn bị có con thứ hai. Và Hương Quế cũng là sinh viên, cựu sinh viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh và cũng đã từng sống ở bên Anh Quốc 2 năm rưỡi. Và hiện nay Hương Quế về Việt Nam thì sau đây em có một vài ý kiến của riêng em để có thể gửi tới tất cả các bạn trẻ. Xin một tràng vỗ tay cho hai mẹ con. Bắt đầu. Rồi. Bởi vì dù sao Hương Quế cũng là một người phụ nữ Việt Nam và cái trải nghiệm cuộc sống kể cả Việt Nam lẫn ở nước ngoài. Ở Tây Âu Hương Quế cũng đã từng sống rồi, nhưng mà luôn luôn Hương Quế ủng hộ cái đội của các bạn là không nên sống thử, bởi vì có mấy cái nguyên nhân sau đây mà Hương Quế xin gửi tới các bạn trẻ để các bạn trẻ có thể phải suy nghĩ và hãy nghĩ và hãy làm và hãy trải nghiệm và sau này mình sẽ tận hưởng những cái gì mà mình làm ra thì mình phải được hưởng cái đấy. Ví dụ như mình sống thử mình phải được hưởng cái kết quả của sống thử và mình sống thực sự. Sống bằng cái tâm sống thật thì mình sẽ được hưởng cái kết quả đấy. Cũng như người nhà Phật nói là trồng cây nào ăn quả đấy. Cái điều đầu tiên đối với bản thân của Hương Quế, kể cả ngày xưa Hương Quế học ở trong trường, tất cả các sinh viên ở trường nhìn Hương Quế là suốt ngày chỉ học, người ta bảo là không sống thử, không biết tình yêu video, ui còn dở hơi, bị dở hơi đấy. Hương Quế chính bản thân Hương Quế và Hương Quế luôn luôn thân với một bạn ở Đại học Quốc gia. Hay đi thì các bạn lại bảo là ui, con này BD, nghĩa là không biết yêu. Các bạn hiểu không, biết sống thử. Và mỗi lần Hương Quế đi lên ký túc gặp các bạn của lớp Hương Quế thì cũng muốn lên thăm và để trao đổi học hành, thì lại thấy các bạn kéo cái đồ này, nằm trong đấy thôi đi về, xấu hổ. Quan điểm của Hương Quế là
học phải ra học, và đã sống thử thì không nên. Đấy là quan niệm của riêng tôi như thế. Bởi vì khi mình đã bước chân vào cái giảng đường đại học, như sinh viên như chúng ta, thì chúng ta nên tận dụng hết những cái thời gian để chúng ta nhắc từng chữ của các thầy, các cô cho ta. Chúng ta đừng nên nghĩ cái chuyện hưởng thụ về tình dục trước. Các bạn có hiểu ý mình không? Bởi vì tình dục ai cũng thích, phải không thầy đó? Bản thân tôi cũng thích, phải không? Tại sao tôi thích? Nhưng mà bởi vì tôi là một con người. Tôi là con người, tôi có tư duy, tôi có trí tuệ và tôi có trái tim, thì tôi phải biết lúc nào tôi cần làm cái gì. Bởi vì cái việc sống thử này tôi nghĩ là không tốt. Đấy, thật sự tôi Quế xin gửi tới toàn thể các bạn sinh viên như thế. Và khi mà các bạn trong 4 năm các bạn học ở trong trường mà các bạn cảm thấy mình nhắc và xin được, phải nói là chữ xin các thầy cô giáo kiến thức, thì ra ngoài đời thứ nhất là cái sự đề nghị hết sức ngắn gọn, chỉ được 3 phút mỗi người thôi. Dạ vâng. Em thì theo em là sống thử là không tốt. Dạ xong. Dạ vâng. Cảm ơn em. Dạ vâng. Mỗi người 3 phút thôi đúng không? Còn bài giảng của thầy các bạn cũng như nào? Thưa thầy, tất cả lớp em xin giới thiệu, em là Hồng Gấm, lớp diễn viên sân khấu kịch điện ảnh. Em xin phản bác lại ý kiến của đội bên. Gấm ơi, thầy xin lại, em nói nhiều quá đúng không? Nên nhiều người khác. Đúng không? Thì vẫn còn một tí thôi, đúng không? Em phản bác một ý kiến ạ. Ý kiến của đội bên này nói rằng chữ Trinh về bên nhà chồng làm bạn nói rằng có thể là do múa, do 5% đúng không ạ? Bạn nói rằng yếu tố 5% bị mất chữ Trinh là không do quan hệ tình dục mà do những tác động khác tác động vào. Nhưng bạn nên hiểu một điều, liệu rằng mẹ chồng của bạn hay chồng của bạn có tin rằng chữ Trinh của bạn mất vì điều đấy hay không? Trong cái tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân quá nhiều như thế này, bạn hãy suy nghĩ một điều, mẹ chồng và chồng của bạn có tin tưởng chắc chắn rằng chữ Trinh của bạn là do mất mà không quan hệ tình dục không? Cảm ơn không? Rất nhiều. Rồi, bên này, khẩn trương, có người 3 phút thôi. Được, còn thời gian của thầy rất dài. Xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Dung, lớp diễn viên cải lương ạ. Em xin nói, em phản bác lại cái đội ủng hộ cái việc sống thử. Em chỉ nói một câu là miệng thế gian như làn sóng biển ạ. Cái việc sống thử đấy nếu như mà bị tan vỡ sẽ ảnh hưởng và sẽ có tiếng tăm đến rất nhiều nơi, không những người xung quanh của mình mà những người con trai sẽ nhìn bằng cái ánh mắt như thế nào. Còn nếu như khi yêu nhau mà không hợp nhau, chia tay nhau đi thì sẽ đến với người sau không có vấn đề gì. Liệu thì cái bên đội bạn sẽ nghĩ gì là việc phải sống bao nhiêu cuộc sống thử để mới đến được với một cuộc hôn nhân thật? Mình nghĩ như thế thôi. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, tiếp tục 3 phút thôi, được chưa? Thưa thầy giáo và các bạn, em tên là Ngô Phương Thảo, em đến từ lớp diễn viên trèo ạ. Em xin phản bác lại đội của bạn. Cái thứ nhất là bạn sống cho bản thân bạn hay sống trong miệng thế nào? Hai là không nhất thiết sống thử là hư hỏng, là chỉ bằng việc học hành. Nếu như bạn học xong đi làm rồi, bạn có thể sống thử để cảm nhận cái tình yêu đích thực. Nhiều người đến với nhau, yêu nhau trong vòng 1 tháng, cưới nhau rồi để ly hôn, có con ra. Con của bạn là người khổ chứ không phải là chính các bạn. Còn cái thứ hai, còn cái thứ ba nữa là khi các bạn nói là sống thử với nhau sẽ dính nhiều trường hợp là mang thai rồi phản nặng phá thai. Thế liệu các bạn lấy chồng rồi các bạn có dính phần trường hợp đó không? Nếu các bạn là một người thông minh, hiểu biết thì các bạn sẽ biết cách thế nào để phòng chống tránh thai. Còn các bạn có nghĩ là sống thử như thế sẽ để cho bố mẹ phàn nàn, các bạn lớn rồi, cái nói chung là mình là lớn, mình phải quyết định cuộc sống của mình, còn người ngoài nhìn như thế nào là việc của người ta, mình sống như thế nào thì không hổ thẹn bản thân của mình là được. Cảm ơn. Em chỉ xin nói một câu xuất sắc nhất. Vâng, kính thưa toàn thể thầy giáo và các bạn, tình dục thì ai cũng thích lắm và sướng lắm. Thế à? Khi quan hệ vợ chồng đến chúng em còn không bao giờ muốn đeo bao cao su. Huống chi các bạn sống thử bảo đeo bao cao su nhưng mà đang sướng quá tụt ra, thế là có thai nhiều khi có bạn. Các bạn đồng ý với tôi không? Khi có thai rồi, một lần cũng ok, hai lần cũng ba lần rồi sống thử chia tay rồi đến khi lập gia đình với người khác cũng được ok, nhưng mà lại vô sinh mất rồi. Cái đấy là cái đắt nhất mà cuộc đời người con gái phải trả. Và xin các bạn nữ hãy thật thức tỉnh, hãy nghe lời những người đã lập gia đình rồi. Xin hết ý kiến. Rồi, tiếp tục, nhanh lên, thế này có gì nữa không? Rồi,
thầy Long Trọng tuyên bố kết thúc phần phản biện ở đây. Thầy ơi, bên này được kết thúc, tại sao bên bọn em lại không được kết thúc vậy? Tại là bên bạn là đầu tiên mà. Ok không? Ok. Nhưng mà nhanh thôi, hết giờ của thầy rồi đấy. Cho mình xin được nói những lời cuối cùng. Đấy chính là nhà Phật, như chị đã nói, nhà Phật đã nói là ăn cây nào thì trồng quả đấy. Chị có bảo là những người sống thử và những người sống chân thật. Thế thì những người sống thử có phải là những người không sống chân thật không ạ? Họ sống rất chân thật, như những người bình thường, như những người không sống thử. Và vâng, và hình như là chúng ta có một cái nhìn hơi thiển cận và hơi hơi bị bó hẹp đối với cái vấn đề sống thử. Chúng ta vẫn cái chúng ta nghĩ đầu tiên khi nghĩ đến sống thử đấy là chỉ là chuyện tình dục thôi, nhưng nó chỉ là một cái vấn đề rất nhỏ trong cả một cái vấn đề rộng lớn của sống thử. Và như nhạc sĩ Trần Tiến đã nói ạ, là người con gái yêu một cả sát thân của mình không chỉ với trái tim nhỏ nhoi. Thế nên là chúng em hoàn toàn ủng hộ sống thử. Rồi, có một cô bạn vừa lên, em có kiến gì không? Cái này có không? Cho em nói 3 phút, 3 phút thôi nhá. Thầy cùng toàn thể các bạn, em tên là Vũ Thi Lan, em đến từ lớp diễn viên kịch điện ảnh truyền hình ạ. Em nên để Leo một vài ý kiến. Em không là không phải là không ủng hộ không ủng hộ sống thử. Bởi vì là thứ nhất là cuộc hôn nhân của mỗi người nó là thứ rất là thiêng liêng ạ. Và khi mà cuộc sống thử nó như là một bài toán, người giải đúng, người giải sai. Nếu ai thành công giải đúng dẫn đến hôn nhân và hạnh phúc thì điều đó rất là đáng mừng. Thế nhưng nếu mà bài toán đó giải sai hoặc giải lỗi, ví dụ như là có thai chẳng hạn, nhưng người đàn ông đến hệ không sẵn sàng lấy bạn làm vợ, hoặc là tương lai đứa trẻ sẽ rất là khó nói. Với cả là khi mà người tổn thương ạ. Thôi, một tràng vỗ tay chứng tỏ em là không ổn rồi, cũng như là học lại rồi. Thôi. Thầy đồng ý không? Vỗ tay, thôi rồi, cảm ơn em. Thôi, để tốt nghiệp, em nào nó kém sẽ vỗ tay, mời xuống cái tiếng nào. Đấy, quýt là như thế đấy. Thưa thầy, em tên là Nguyễn Hà Trung ạ. Em là sinh viên lớp diễn viên trèo cao 3. Theo em thì là em ủng hộ không sống thử. Ủng hộ sống thử ạ. Và hai chân đầu vú bay lên. Dạ vâng, tay lên. Em ủng hộ sống thử bởi vì là theo luật pháp Việt Nam đấy, và theo đạo đức của người Việt Nam nói chung thì sống thử là phạm pháp. Dạ. Sống thử là phạm pháp. Thế nên là tại vì đấy là quan hệ tình dục, quan hệ tình dục trước hôn nhân là phạm pháp. Và đâm ra phạm pháp thì dẫn đến vụ trộm. Mà như thầy Thế Hùng đã nói, khoa học và lịch sử chứng minh những cuộc tình vụ trộm thì thường sinh ra các thiên tài chúng ta. Danh họa Leonardo da Vinci là con hoang của một nữ nô lệ. Đức Chúa Trời Giê-xu là con của cái gì nhỉ? Đồng trinh, và theo khoa học chứng minh không có người đàn bà nào đồng trinh cả. Thôi. Băng Thanh Huyền lớp biên kịch điện ảnh ạ. Em chỉ nói một câu duy nhất là bây giờ các bạn đồng ý sống thử, nhưng sau này các bạn có đồng ý cho con cái của các bạn sống thử hay không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là một câu duy nhất, đó là có một câu Trâm Ngô nói rằng tình yêu đầu bao giờ cũng là tình yêu đẹp nhất, nhưng tình yêu cuối cùng mới là tình yêu vĩnh cửu. Quá đẹp, quá hay. Đề nghị của cháu tay thật dài, biết thế nào? Đấy. Mình là Vũ Đức Anh của lớp quay phim điện ảnh. Như bạn đã nói là ai đâu múa lên. Như bạn đã nói là con bây giờ mình sống thử và mai sau có đồng ý cho con cái mình sống thử hay không? Thì vậy thì bây giờ mình sống thử và mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, thì tại sao mình lại không để cho con cái mình thử hạnh phúc đấy? Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Thị Dương, mình thuộc lớp đạo diễn truyền hình. Bây giờ bạn cho rằng là sống thử là hạnh phúc, nhưng nếu như
bạn để cho các bạn sống thử cùng hơn cái cuộc sống thử của con bạn đổ vỡ. Con bạn mang thai, nếu như con bạn là con gái, con bạn mang thai, nếu như con bạn mang thai thì bạn nghĩ như thế nào? Bạn định làm sao với tương lai con của bạn? Nếu như con của bạn không thể lấy chồng được nữa thì bạn tính sao? Bạn có suy nghĩ cho con của bạn sau này chưa? Thưa thầy, em là Nguyễn Văn Thành của lớp quay phim điện ảnh. Thì mình nghĩ là cái lúc đấy thì không nên làm bạn thai để cho ra thiên tài đã. Như chúng ta đã biết thì ở bên phương Tây người ta phát triển hơn chúng ta, đúng không? Và bên đây có một cái cách giáo dục nó khác với bên mình. Ở bên đây có cách giáo dục đấy như thế này, như thầy đang chuẩn bị dạy chúng ta cách giáo dục về tình dục. Thế nên là bên đấy hầu như là ở độ lớn tuổi cũng khá là không phải là lớn lắm nhưng mà đã từng trải cái chuyện đấy rồi. Thì ở đây mình nghĩ là cái suy nghĩ tạo ra hành động và hành động tạo ra kết quả. Tại sao kết quả của bên nước đấy nó hơn bên mình? Đấy cũng là một phần do cách giáo dục của người ta. Thì bên nước mình cần nghĩ là phải giáo dục về những cái này. Mình dần dần đang phát triển lên và trong cái đà phát triển ấy, tất nhiên là vẫn có những cái đổ vỡ, những cái nó không mong muốn. Thì lúc đấy là phải chấp nhận để hướng thêm một tầm cao mới như bên nước ngoài chẳng hạn. Rồi, mình là Quang Thái, lớp quay phim điện ảnh khóa 33. Trước khi mình chỉ có một câu hỏi duy nhất cho các bạn trai trong khán phòng đấy ạ. Thì mình trước khi hỏi mình xin lỗi các bạn gái, cho bạn mình hỏi là các bạn trai là có thích lấy vợ còn trinh không ạ? Có. Cho mình hỏi là thế khi yêu bạn có thích quan hệ tình dục với bạn gái không ạ? Bạn chắc chắn là không không có lệnh tình của bạn đúng không? Chắc chắn thôi. Thế thì bạn có vấn đề bây giờ đến của bạn. À, chính là vì trong 2 năm vừa qua mà bạn không làm gì đến người yêu của bạn. Chính vì thế mà dẫn đến điểm chia tay. Còn là bây giờ chúng ta tự hỏi là Hà Nội của bạn có tháp rùa không? Em xin kính chào các thầy các cô và toàn thể các bạn. Em là Hồ Hải Quỳnh ở lớp biên tập viên truyền hình. Em xin được nêu ý kiến của mình ạ. Lần đầu tiên thì mình rất cảm phục các bạn đội bên này vì các bạn rất là những người rất là dũng cảm. Và mình biết rằng các bạn có đủ kiến thức, nhận thức để có thể biết được rằng sống thử có những cái lợi và những cái hại như thế nào. Mình chỉ muốn nói một điều rằng nếu các bạn tự tin vào chính bản thân mình rằng các bạn có đủ tri thức để không làm hại bản thân, các bạn yêu quý bản thân mình thì hãy tìm hiểu tất cả những chuyện. Tình dục là một chuyện, các bệnh liên quan đến dục tình dục là chuyện thứ hai. Nếu các bạn sống thử quá nhiều người, các bạn có biết rằng ví dụ các bạn biết được là bạn gái của mình trước khi sống thử với mình đã sống thử bao nhiêu người? Bạn trước khi sống thử với các bạn của bạn gái của bạn đã sống thử với bao nhiêu người? Các bạn đã quan hệ với tất cả những người đó. Và các bạn có biết rằng 80% người, tất cả các bạn trên thế giới đều bị virus HPV. Đấy là một bệnh vô cùng nguy hiểm. Nó còn nguy hiểm hơn cả bệnh HIV nữa. Và rằng khi kể cả khi bạn trai còn zin đi chăng nữa thì bạn vẫn có nguy cơ mắc HPV. Và khi quan hệ bạn gái của mình, bạn dễ dàng có thể gây cho bạn gái của mình bệnh ung thư cổ tử cung chẳng hạn, hay là bị u nang buồng trứng. Tất cả những việc đó các bạn phải đảm bảo rằng các bạn phải biết. Xin hoan nghênh ý kiến của em. Và tất cả ý kiến của các bạn rất tuyệt vời. Đáp án sẽ được trả lời sau đây qua bài giảng của thầy. Mời các em về chỗ bắt đầu phát hình. Em ơi, Minh Phương của thầy đâu em? Ngồi, đúng không? Alo, tốt rồi. Em ơi, nước nhanh bỏ qua phần này, bỏ qua phần này. Con người có cần tình dục không? Ai có giơ tay? Câu chuyện như sau. Có nghe chuyện không? Hết giờ rồi thầy rồi. Một thanh niên gặp bác sĩ. Thưa bác sĩ,
em muốn sống khỏe, sống lâu, bác sĩ chữa bệnh cho em. Em ơi, ra ngoài, đứng dậy ra ngoài. Em ấy, xin lỗi thầy đâu. Đứng dậy. Thầy đang giảng bài, em làm gì đấy? Em nói chuyện một cái à? Vậy thì tao ngồi xuống và trật tự. Một thanh niên cả bác sĩ, em muốn sống đâu, bác sĩ chữa bệnh cho em. Bác sĩ hỏi, cậu có nghiện thuốc lá không? Thưa bác sĩ không. Nghiện rượu không? Không. Chè không? Không. Cà phê không? Không. Có nghiện gái không? Thưa bác sĩ không. Vậy thì cậu chết đi. Một tràng vỗ tay. Cùng chữa bệnh. Có đúng không? Con người rất cần tình dục. Để là gì? Một, để lại bộ gen cho đời sau. Ta là gì? Đáp ứng cái gì? Cái tình cảm của người, sự đam mê. Ông giời sinh ta cho ta một đặc ân là gì? Tình dục. Và cướp đi cái tuyệt vời là tuổi trẻ. Đúng không? Đúng thì một tràng vỗ tay. Tình dục dễ đùa nhưng khó nói. Đúng không? Cứ ngồi nhau 5 phút, 7 phút là quay về chuyện kia. Đúng không? Chuyện gì gì? 5 phút lại khen. Tao này tình thế nào? Đêm qua xúc được mấy tấn than? Trả bài thế nào? Sản xuất trên lối nào? Tức là quay lại trên mỗi chuyện đấy thôi, đúng không? À vậy sao? Chuyện đó ai cũng thích cả. Cho nên là dễ đùa nhưng khó nói. Nhưng nói đến chuyện kia xấu hổ, nhưng mà làm như điên ấy. Vợ chồng một tay cho điên. Rồi, chuyện này hôm nay sẽ là gì? Vợ chồng đam mê nhau với chú chồng suốt đời. Ngày nào cũng nhà này vơi ve lên gì? Valentine. Người vợ mãi mãi là người tình, người chồng mãi mãi là người tình. 500 hay 500 năm? 100 năm của em, đúng chưa? Tiếp theo, mau. Nhân loại đã nghiên cứu dục bằng những bộ sách tuyệt vời sau đây. Kama Sutra, Ấn Độ. Khi con gái lấy chồng, bà mẹ âm thầm cho vào dưới gối con gái một bộ sách Kama Sutra, là vẽ các động tác để chiến đấu, để tạo ra tình dục. Đó là văn minh của người gì? Ấn Độ.